Alo, đây chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết ở trong trận đấu thứ 5. Thị Trường là người cầm phô, còn Bi là người cầm cho sọt. Rồi Bi này hơi nhiều rồi sọt, đặc biệt là từ C, khoảng C3 trở đi. Bên kia thì vâng, có một IA thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là như vậy. Tương đối cả. Như vậy là IA và phô, còn bên này là Choi, Son và phô. Nhưng vâng, Phi Thường là người cầm phô. Giá như vâng, Bibi là người cầm phô thì khán giả sẽ yên tâm một đôi phần. Nhưng vâng, Bibi không phải là người cầm phô, mà Bibi là người cầm cho Son. Vẫn phải đánh thôi, biết làm nào bây giờ, vượt khó được hai trận. Vâng, Phi Thường là người cầm phô và máy phô đang có dấu hiệu là cực kỳ tươi. Đôi voi và bầy hiệu. Tuy rằng là dừng dừa, nhưng đây là một bài vâng khá tươi dành cho phô. Vâng, xong xe này thì cũng không biết là có đánh nữa hay không. Nhưng tôi nghĩ là vâng, sẽ đánh nữa thôi. Nhưng có khi là tôi cũng vâng, thở không ra hơi nữa. Màn hình máy gọi đủ đi tiếp không? Tham lai 17/20 là tham lai lúc này dành cho cái thủ BB. Rất cố gắng đá một bầy hiêu 5 con ở rất xa về với nhà chính của mình. Rất tốt. Rồi 5 con chuẩn bị về gần hết rồi. Đá vào đầu được bị vâng thiết kế chiếc BG ở vị trí mắc binh. Tương đối mất tay với bầy hiêu, các bạn có thể theo dõi cho mình, rất mất tay. Lại ra, vâng, cứ vào lại ra không? Chơi thật. Ô đừng, vâng đặt trong đấy là chết đấy, đừng đặt trong đấy. Ô. Vâng, bi, các bạn có thể thấy là vị trí thiết kế trước PS và vâng hướng nhốt dần. Các bạn có thể thấy đúng là mắc binh đến từ một game thủ trẻ. Quá tuyệt vời. Tư duy cũng là mắc binh luôn. Nói chung mọi thứ của BB ở trận thi đấu này ngoại trừ con hiêu cuối cùng rồi thôi thì mọi thứ đều đang diễn ra, có thể nói là vâng không thể mắc binh hơn. Em đang làm quá tốt, thực sự là như vậy. 25 nông dân dành cho Choi Son. Vâng, em có đòi câu hai voi tình huống rồi, nhưng từng con một thôi. Rất nhiều tài, những cái tài nguyên cực kỳ xấu xí, nhưng BB đang làm cực kỳ tốt nhiệm vụ của mình. Đúng là vâng, trời không chiều lòng người. Con voi quay đầu tương đối cay. Màn hình máy của game thủ vô thường xem tình hình thế nào. 25% giò đến từ game thủ Hamel, 1/4 bản đồ đến từ game thủ Hamel. Màn hình máy của game thủ BB 25/28 đang cố gắng đưa cả đôi voi về. Rất tuyệt vời. Thời trẻ thì em đều vâng, tôi cũng chỉ câu được tầm này thôi, cũng không hơn, không thể hơn được. Bây giờ thì tôi đã già đi rất nhiều, chứ thời trẻ thì tôi cũng chỉ làm được cái như thế này thôi, tôi khẳng định như vậy, không thể hơn được. Quá hay.
Vâng, năm nay thì cũng gần 40 thôi, chưa già lắm, nhưng so với các game thủ 96 thì cũng nói chung là cũng có tí tuổi. Bây giờ thì Bi mới kích đời ở 11 rưỡi được. Rất cố gắng này cho em rồi. Đang chơi xanh này, thủ ván lớp luôn, nhưng cũng khó. Ván lớp là bài lên một sớm nhất bản đồ. Vâng, phải e. Hơi xịt. Phải luôn. Vâng, bây giờ thì cứ chờ lên đời và đóng phù thôi. Ván lớp giấu dần quá khéo. Vâng, vậy không kịp. Giờ con chém bắt đầu ra lò. Và lớp là người cầm bia. Ép đời là siêu khép. Khó rồi, nhà đã khủng. 1 tê. Vậy siêu nhanh. Quá khó chịu, gọi là từ đấy trên màn hình quá khó chịu. Từ việc điều dò, Bi đã làm đã cố gắng hết sức mình, nhưng thực sự mọi thứ đang chống lại, từ quân cho đến bài. Đừng bắt em tôi chết như vậy. Em tôi không có tội, em tôi đã rất cố gắng. Bây giờ thì Mèo có tên cung đầu tiên ở phút thứ 15. Phi thường cũng như vậy, nhưng phi thường là bài rất lỏng lẻo. Còn Mèo thì là một bài nhà kín bực. Nói chung mọi thứ dường như đã khép lại ở trận đấu này, nhưng vẫn phải công nhận rằng Bi là một người đánh quá hay. Công nhận là như vậy. Đang vượt khó được 2 trận. Đi chết quá nhiều dần, các bạn có thể theo dõi màn hình. Chết cực kỳ nhiều dần. Dần không có bánh xe, bây giờ tháng này tụt xuống còn 15 thôi. Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thằng này 4-3 đến từ thủ trị trường. Và Huy sai rồi. Quá đau đớn. Thực sự một trận đấu quá đau đớn. Và tỷ số chung cuộc bây giờ đang là 3-2, nghiêng về cặp đôi Van Lớp và Mèo Mèo.